xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người ạ, mọi người vào chia sẻ giúp em nhá, vào like và chia sẻ cái bài viết này giúp em ạ. Like và chia sẻ cái bài viết này giúp em nào, đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em nhá. Hôm nay em sẽ có cái trò chơi để tặng cái dây cho mọi người nhá. Mọi người nhìn rõ không ạ? Đây sẽ là một cái dây chuyền. Một cái dây chuyền sẽ dành tặng cho bạn nào nhá, sẽ dành tặng cho bạn nào may mắn ngày hôm nay. Đây ạ, sẽ dành tặng cho bạn nào may mắn ngày hôm nay này. Mọi người vào tương tác nào, vào tương tác em đi ạ, vào chia sẻ với giúp em đi nào, vào chia sẻ và tương tác giúp em đi ạ. Cháu hai bạn đang xem nhá, cháu hai bạn đang xem ạ. Mọi người có nhìn rõ không nhờ, mọi người có nhìn rõ không ạ? Nào, chào mọi người đang xem, bạn nào ơi, chia sẻ cho mình với nào. Mọi người vào like và chia sẻ cái bài viết này giúp em đi ạ, like và chia sẻ cái bài viết này giúp em nhá. Đẩy cái mắt xem tăng lên giúp em ạ. Vòng dây da bao nhiêu ạ? Tít mít ạ? Vòng dây da này. Đây, vòng dây da này là 450k nhá. 450k, ok chưa ạ? 450k, đây là cao su non mọi người nhá. Đây là dây cao su non này, có 4 cái điểm nhấn xung quanh được bọc bạc nhá mọi người ạ. Có giá là 450k, nhưng hôm nay em sẽ sale cho mọi người chỉ còn có giá là 399k thôi ạ. 399k và miễn phí ship mọi người nhá. Ai chốt thì cho em xin số điện thoại, ok chưa ạ? Nào mọi người tiếp tục chia sẻ giúp em nhá, tiếp tục chia sẻ giúp em ạ. Đẩy cái mắt xem tăng lên giúp em nhá, mọi người đẩy cái mắt xem tăng lên giúp em nhá. Chia sẻ, mọi người chia sẻ lên mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm giúp em ạ. Chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm giúp em và chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người nhá. Và mọi người thả cái số điện thoại của mọi người đang dùng nhá, mọi người thả cái số điện thoại của mọi người đang dùng giúp em đi nào. Bằng bạc hay gì ạ? Đây ạ, được bọc bạc nhá. Đây cái dây này thì được bọc bạc này, đây dây này được bọc bạc nhá. Đây dây này được bọc bạc này, đây ạ, bốn cái điểm nhấn xung quanh đây được bọc bạc đây ạ. Mọi người nhìn rõ không? Đây là cái hai cái móc khóa này. Mọi người nhìn rõ không nhỉ? Được hai cái con rồng nó quận xung quanh luôn, rất là đẹp luôn, rất là đẹp nhá. Bên em đang sale cho mọi người chỉ còn có 399k thôi ạ, 399k nhá. Ai chốt thì cho em xin số điện thoại luôn mọi người nhá. Nào mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ, mọi người chia sẻ giúp em nào. Đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em đi ạ, đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em nhá. Mọi người chia sẻ cho em ít nhất là 5 lần lên nhóm và chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người nhá. Ok chưa ạ? Nào mọi người ơi, đây ạ, cái phần thưởng là một cái dây chuyền này nhá. Phần thưởng hôm nay, cái quà hôm nay là em sẽ tặng cái dây chuyền cho mọi người. Mọi người nhìn thấy cái dây chuyền này không nhỉ? Cái dây chuyền trên cổ con canh này rất là đẹp luôn, sẽ dành tặng cho bạn nào may mắn nào, sẽ dành tặng cho bạn nào may mắn nhá. Vẫn như mỗi hôm ạ, vẫn như mỗi hôm là mọi người chơi đoán câu hỏi đúng không nhỉ? Đoán câu hỏi của bên em đúng không nhỉ? Nhưng mà hôm nay em sẽ không chơi đoán câu hỏi nữa mọi người ạ. Hôm nay em sẽ không chơi đoán câu hỏi nữa nhá. Và mọi người chỉ việc comment cái số điện thoại mà mọi người đang dùng ra nào. Mọi người comment cái số điện thoại của mọi người đang dùng ra, ok chưa ạ? Nào, mọi người cứ thả cái số điện thoại đi nào. Em sẽ lắc nhá, em sẽ đã ghi những cái số ở trong đây rồi, những cái số từ 1 đến 9 à từ 0 đến 9 ở trong đây rồi ạ. Em sẽ lắc ra nhá. Em sẽ lắc ra hai số trùng với lại số hai số đuôi số điện thoại của bạn nào ấy thì bạn đấy gọi luôn đến cho shop, ok không ạ? Gọi luôn đến cho shop để nhận cái phần quà của bạn, ok chưa nhở? Được không nhở? Cái này nó rất là dễ luôn, nó rất là dễ, nó không giống như kiểu là cái đoán câu hỏi đâu, nó không giống như kiểu cái đoán câu hỏi đâu mọi người ạ. Cái này nó rất là dễ luôn. Nào mọi người chia sẻ giúp em đi ạ, mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Ai đang xem thì cho em xin một lượt chia sẻ mọi người nhá. Ai đang xem thì cho em xin một lượt chia sẻ, ok không ạ? Nào chào Đinh Yến nhá, chào Đinh Yến nào. Đinh Yến chia sẻ giúp em nào, Đinh Yến chia sẻ giúp em nhá. Đinh Yến chia sẻ lên 5 nhóm này, lên 5 nhóm này và vào chia sẻ nhá. Chào mọi người nhá, chào mọi người này và chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người này và chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm giúp em, ok chưa? Và vào thả cái số điện thoại nhá. Thả cái số điện thoại của mọi người, ok không ạ? Thả cái số điện thoại của mọi người đang dùng này. Em sẽ bốc, ví dụ như kiểu em sẽ bốc đây, em sẽ bốc hai tờ đây nhá. Ví dụ vậy nhá. Em sẽ bốc hai tờ như này xem nó là tờ nào đây nhỉ? Đây hai tờ, nó là một số 9 và một số 3. Ví dụ vậy. Sẽ là em gõ số 9 đầu tiên nhỉ. Em gõ số 9 đầu tiên và số 3 thứ hai thì cái đuôi số của mọi người ai trùng với lại cái số 93 này, ok không ạ? Ai
trùng với số 93 này thì sẽ gọi luôn cho cái số điện thoại của bên em nhá, gọi luôn cho shop để nhận cái phần quà của mình là một cái sợi dây chuyền này rất là đẹp luôn ạ, số 93 nhá. Đuôi số 93, ví dụ ai có cái đuôi số 93 thì gọi luôn cho bên em nhá. Ai gọi đầu tiên và nhanh nhất ạ, ai gọi đầu tiên và nhanh nhất thì sẽ được cái phần quà này, ok không nhỉ mọi người nhỉ? Ai gọi đầu tiên và nhanh nhất thì sẽ được cái phần quà là một cái dây chuyền này nhá. Nào mọi người chia sẻ giúp em đi ạ, chia sẻ giúp em nào. Ok ạ, mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em ạ. Mọi người đẩy cái mạng lượt xem tăng lên giúp em đi ạ. Mọi người đẩy lượt xem tăng lên giúp em nào, vào tương tác với em nhiệt tình đi ạ, vào tương tác với em nhiệt tình đi. Mọi người thả cái số điện thoại của mọi người nào, mọi người thả cái số điện thoại của mọi người đang dùng ra giúp em này, và mọi người chia sẻ lên 5 nhóm giúp em nhá, chia sẻ ít nhất là 5 nhóm và chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mình ạ. Ok chưa? Like cái bếp này để tránh cái comment của mọi người bị ẩn này, và mọi người vào tham gia cái game bên em đây ạ. Tham gia cái game bên em là chỉ việc thả cái số điện thoại mà mọi người đang dùng thôi ạ. Chỉ việc thả cái số điện thoại mà mọi người đang dùng thôi nhá mọi người. Ok chưa nhỉ? Thì lên 50 max xem em sẽ lên 50 max xem em sẽ lắc này, em sẽ bốc xem hai số nhá. Em sẽ bốc hai số mà trùng với lại hai số đuôi trùng với lại số đuôi điện thoại của ai thì người đấy nhanh tay gọi luôn cho em, ok không nhỉ? Nào chào ba bạn đang xem ạ. Mọi người chia sẻ giúp mình đi nào. Tăng cái mắt xem lên nhá, 50 mắt xem mình sẽ bốc nhá. Ok Dương Quyên này, số điện thoại của Dương Quyên này. Nào 4 người xem nào chia sẻ cho em này, nhớ like bếp để tránh bị ẩn comment nhá. Chia sẻ ít nhất là trên 5 hội nhóm giúp em ạ. Nào 5 người đang xem nào, tiếp tục chia sẻ cho em đi ạ. Ai muốn xem gì không ạ? Ai muốn xem gì thì comment cho em nhá. Chào 6 người đang xem ạ, mọi người ơi chia sẻ giúp em đi nào. Lên 50 mắt xem em sẽ bốc nhá. Nào mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi nào? Chia sẻ giúp em đi nào. Nào đây là phần quà của mọi người nhá, một dây chuyền nhá, một dây chuyền mặt đá này. Nào nhanh tay lên nào mọi người ơi, chia sẻ giúp em đi nào. Tiếp tục thả số điện thoại đi nhá, tiếp tục. Nào tiếp tục thả số cho em đi nào mọi người ơi. Nào đẩy mạnh cái mắt xem lên nhá, đẩy mạnh mắt xem lên 50 nhá, lên 50 em sẽ gợi ý nào. À quên. Lên 50 em sẽ bốc nhá. Cứ nhầm với trả lời câu hỏi, lên 50 em sẽ bốc nào. Nào bạn nào đang xem nào. Mày ít người quá. Chủ nhật thì mọi người đi chơi hết rồi sao nhở? Ok Nhung Đinh này. Nào mọi người ơi chia sẻ cho em đi, nhớ like bếp để tránh bị ẩn comment nhá. Chia sẻ ít nhất là trên 5 hội nhóm giúp em ạ. Nào mọi người ơi chia sẻ cho em đi nào. Vin Nguyễn Thị Trung này, ok. Cảm ơn Nguyễn Thị Trung nhá. Nào mọi người ơi chia sẻ giúp mình đi nào. Lên 50 mắt xem mình sẽ bốc nhá. Lên 50 mắt xem mình sẽ bốc nào. Phần quà của mọi người là một dây chuyền nhá. Một dây chuyền. Ôi tụt mắt xem rồi. Nào mọi người ơi cố gắng lên nào. Mỗi người cho mình xin lượt chia sẻ đi nào. Chia sẻ ít nhất trên 5 hội nhóm nhá. Nào còn có ai đang xem không ạ? Mọi người cho mình xin một chấm nào, tương tác giúp mình đi nào. Hôm nay dây nhà bên em sale rất là nhiều luôn. Các mẫu dây bên em sale rất nhiều luôn nhá. Ai muốn xem gì thì comment đi nào. Tiếp tục xả số điện thoại nhá. Số điện thoại phải là số điện thoại mọi người đang dùng nhá. Nào mọi người ơi đẩy mạnh cái mắt xem lên cho em đi nào, đẩy mạnh mắt xem lên nhá. Lên 50 mắt xem nó sẽ bốc nhá. Nào lên 50 mắt xem nào. Đinh Yến. Ok Đinh Yến này, Nguyễn Thị Trung nào. Nào mọi người ơi cố gắng lên nào, đẩy mạnh mắt xem lên cho em đi nào. Chỉ cần mọi người chia sẻ là mắt xem sẽ tăng lên ngay luôn nào. Nào 50 mắt xem.
vào cái hộp ghim đi. Nào mọi người ơi, chia sẻ cho em đi nào. Lên 50 mắt em sẽ bốc nhá. Dây chuyền của mọi người đây, một dây chuyền này cực kỳ đẹp luôn. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em đi ạ. Mọi người chia sẻ mạnh hay cho cái câu đầu tiên nó luôn đi. Ví dụ mình cho một câu đầu tiên cho mọi người vào tấm đồng. Đúng không? Lại đúng. Cái quyển đấy đâu rồi chị nhỉ? Đây nó. Nào mọi người. Hay là mọi người lại thích đoán nhỉ? Hay là... Nào, hay là mọi người lại thích trả lời câu hỏi ạ? Có ai muốn trả lời câu hỏi không ạ? Mọi người thích trả số điện thoại hay là thích trả lời câu hỏi nào? Chắc ngủ hết rồi. Chắc là mọi người hôm nay chủ nhật chắc là mọi người đang ngủ hết rồi. Ít người tương tác quá. Mọi người có muốn trả lời câu hỏi không? Nào, 7 người xem ơi, chia sẻ cho em đi ạ. À. Có mỗi Đinh Nghĩa là lúc nào cũng vào săn. Mà chưa thích được cái gì sao? Nào, mọi người ơi, nào 8 người xem rồi, nào chia sẻ cho em đi nào, lên 50 mắt xem đi nào. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Mọi người chia sẻ giúp em để đẩy mạnh lượt xem tăng lên giúp em ạ. Đổi câu hỏi cho đoán vui. Ok nhá. Vậy đây này mọi người này, em sẽ đã viết sẵn cái câu hỏi ra đây rồi. Em quay cái cam trước ấy. Em quay cái cam trước nên là mọi người nhìn nó sẽ không rõ đâu. Mọi người nhìn nó cũng sẽ không à mọi người nhìn nó sẽ bị ngược. Mọi người nhìn nó sẽ bị ngược nhá. Nhưng mà mọi người ơi, em sẽ dịch luôn cái câu này cho mọi người này là câu tục ngữ nào có tên của hai con vật? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật nhỉ? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật ạ? À? Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ mạnh lên giúp em nào. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em ạ. Mọi người chia sẻ công khai lên nhóm nhá. Chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người. Và chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm nhá. Chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm, ok chưa? Nào mọi người vào trả lời cái câu hỏi này của em nào. Câu tục ngữ nào có tên hai con vật ạ? À? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật nào mọi người? Câu tục ngữ nào nhờ mọi người ơi, mọi người comment ra nào. Bên em không giới hạn cái lượt comment của mọi người nhá. Lại hại não rồi. Hại não về với vui mọi người ơi. Nào tiếp tục đi ạ, chia sẻ giúp em nào. Chia sẻ giúp em ạ, đẩy mạnh cái lượt xem tăng lên giúp em nào. Đẩy mạnh cái lượt xem tăng lên giúp em nhá. Và vào trả lời cái câu hỏi này của em nào. Câu tục ngữ nào có tên hai con vật nhờ. Câu tục ngữ nào có tên của hai con vật nào mọi người ơi. Mọi người trả lời đi nào, trả lời đi ạ. Có nhẫn hồ ly không? Không có nhẫn hồ ly hoa anh đào nhá, không có nhẫn hồ ly ạ. Nào mọi người ơi, mọi người trả lời đi nào. Câu tục ngữ nào có tên hai con vật ạ? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật mọi người nhỉ? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật đấy ạ? Nào mọi người chia sẻ giúp em đi ạ, chia sẻ giúp em nào, đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em đi. Đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em đi nào. Nào 11 người xem nào, mỗi người cho em xin lời chia sẻ nào, chia sẻ trên ít nhất trên 5 hội nhóm giúp em nhá. Tiếp tục thả comment đi nào, bên em không giới hạn comment nhá. Comment nào đúng em dừng ghim luôn nhá. Nào mọi người ơi, chia sẻ cho em đi ạ. 13 người xem nào, chia sẻ cho em đi nào. Lên 50 mắt xem em gợi ý nhá. Lên 50 mắt xem em gợi ý ạ. Có sâu không đúng nhá. Câu tục ngữ nào nhá mọi người nhá. Câu tục ngữ nào có tên hai con vật nào? Như chó với mèo không đúng nào. Như chó với mèo không đúng mọi người nhá. Tiếp tục đi nào, tiếp tục đi nào. Nào mọi người ơi, chia sẻ giúp em ạ. Chia sẻ lên 5 nhóm giúp em nhá. Mọi người chia sẻ lên 5 nhóm giúp em này. Vào trả lời cái câu hỏi của em nào, câu tục ngữ nào có tên hai con vật mọi người nhỉ? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật đây ạ? Nào mọi người ơi, chia sẻ mạnh lên cho em nào. Tiếp tục thả comment đấy nhá. Câu tục ngữ nào có tên hai con vật ạ? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật nào mọi người ơi? Em quay cam sau cho mọi người nhìn cho nó rõ nhá. Ấn nó đằng trước được mà, không cần đấy đâu. Ấn luôn cái chữ cam kìa. Ấn luôn cái hình cam kìa. Nhưng mà nó quay đằng sau đằng kìa. Ừ. Sao mình đọc làm sao? Lấy máy mà đọc.
sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Lên 50 mắt xem em sẽ gợi ý ok không nào? Nào, cái gì nhà mọi người ơi, mọi người nhớ là mọi người phải comment đầy đủ chính tả dấu câu giúp em ạ. Nhớ là comment đầy đủ chính tả nhá, dấu câu giúp em ok không nào? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật mọi người nhờ mèo mã gà đồng mà không đúng nhá, không đúng này. Nào mọi người ơi, tiếp tục đi ạ, mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em nhá. Chia sẻ mạnh lên giúp em nhá. Câu này nó rất là dễ thôi. Mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em nhá. Mọi người chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người này và mọi người chia sẻ lên ít nhất là 5 nhóm giúp em nhá. Ít nhất là 5 nhóm giúp em nhờ. Vắng chủ nhà là mọc đuôi tôm mà không đúng nhá. Nào chó chê mèo lắm lông không đúng luôn. Nó cũng có tên của hai con vật nhưng nó không phải là câu trả lời của bên em. Nó lại không phải là câu trả lời của bên em mọi người nhá. Ok chưa ạ? Nào mọi người tiếp tục comment giúp em nào. 16 người đang xem chia sẻ giúp em nhá. 16 người đang xem chia sẻ giúp em nào. Đẩy mạnh cái lượt xem tăng lên giúp em đi ạ. Lên đến 50 người em sẽ gợi ý nào. Lên đến 50 người em sẽ gợi ý nhá. Chó chê mèo lắm lông không đúng đâu ạ. Nào mọi người tiếp tục đi nào, tiếp tục nào. Nào, chia sẻ cho em đi ạ, tiếp tục thả comment đi nào. Mọi người like bếp để tránh bị ẩn comment nhá. Chia sẻ trên ít nhất trên 5 hội nhóm giúp em ạ. Chia sẻ trên trang cá nhân một cách công khai nhá. Bạn nào trúng phần quà bên em check phải chia sẻ nhá, phải có chia sẻ nhá. Không chia sẻ là không được nhá. Nào mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em đi nào, chia sẻ giúp em ạ. Đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em nào. Lên đến 50 người nhá, lên đến 50 người em chưa thấy ai trả lời đúng thì em sẽ gợi ý ok không ạ. 17 người, 20 người chia sẻ giúp em nào, chia sẻ mạnh lên giúp em ạ. Mọi người chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người và mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm giúp em này. Em chưa thấy ai có cái câu trả lời đúng hết mọi người ạ. Em chưa thấy ai có cái câu trả lời đúng hết luôn. Nào, cái gì nhỉ? Lươn ngắn, che chạch dài à? Không đúng nhá, nó cũng là tên của hai con vật nhưng mà đẹp cũng không phải là câu trả lời của bên em, ok chưa nào? Nào, gì đây nhỉ? Mèo mù vớ cá rán à? Không đúng nhá, mèo mù vớ cá rán không đúng này. Châu chấu đá voi cũng không đúng luôn. Nào, 17 người xem nào, 17 người xem chia sẻ cho em đi ạ. Qua tắm nắng thì sao, tắm nắng thì mưa. Không đúng rồi, Nguyễn Thị Trung nhá, nào. Tiếp tục chia sẻ cho em đi nào, tiếp tục chia sẻ, tiếp tục thả comment đi ạ. Nào mọi người chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ giúp em nào, đẩy cái mắt xem tăng lên giúp em nào. Đẩy mắt xem tăng lên giúp em mọi người nhá, lên đến 50 mắt xem mà em chưa thấy ai trả lời đúng em sẽ gợi ý nhá. Lên đến 50 mắt xem em chưa thấy ai có cái câu trả lời đúng thì em sẽ gợi ý cho mọi người ok chưa nào. Chó treo mèo đẩy không đúng nhá, cú mèo không đúng luôn. Nào mọi người ơi, 24 người rồi, tiếp tục chia sẻ giúp em nhá. Lên đến 50 người nào, 50 người em sẽ gợi ý nào, 50 người sẽ gợi ý nhá. Nào, 25 người rồi nhờ. Mọi người ơi, nó cũng có hai cái con vật ấy, nhưng mà nó không phải là câu trả lời của bên em rồi. Nó cũng không phải là câu trả lời của bên em nhá. Dòng bay phượng múa cũng không đúng luôn. Cõng rắn về cắn gà nhà không đúng mọi người nhá. Nào mọi người ơi, tiếp nào, 26 người chia sẻ giúp em nhá. Mọi người nhớ là mọi người phải chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người và mọi người chia sẻ lên bếp nhá. À lên ít nhất là 5 lần lên nhóm này và like cái bếp này để tránh comment của mọi người bị ấn ạ. Câu hỏi ở dưới phần quà sẽ dành tặng cho mọi người đây. Phần quà này sẽ dành tặng cho mọi người là một cái dây chuyền và cái mặt đá này rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn rõ chưa nhỉ? Chim gì nhỉ? Chim sa cá nạn không đúng nhá. Chim sa cá nạn không đúng này. Mọi người nhớ là mọi người phải viết đầy đủ chính tả giúp em nhá. Đầy đủ dấu câu để chính tả giúp em ok chưa ạ? Nào tiếp tục giúp em nào. Châu bò húc nhau ruồi muỗi chết là không đúng. Vậy thì cái này nó là 4 con rồi. Cái này là 4 con vật rồi mọi người ạ. Nào tiếp đi nào. Chim sa cá lặn không đúng nhá. Nào mọi người ơi chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Like bếp để tránh bị ẩn comment nhá mọi người nhá. Nhớ là like bếp thôi em ạ. Mọi người tiếp tục trả lời câu hỏi đi ạ. Câu tục ngữ nào có tên hai con vật nào? Quả tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa không đúng nhá. Chó tha đi, mèo tha lại không đúng nào. Lên voi xuống chó không đúng nào. Nào tiếp tục đi nào. 28 người xem ạ. 28 người xem chia sẻ cho em ạ. Lên đến 50 mắt xem em sẽ gợi ý cho mọi người nào. Lên đến 50 mắt xem em sẽ gợi ý cho mọi người ok không ạ? Nào mặt ngọt chết ruồi không đúng nào. Mặt ngọt chết ruồi không đúng nào. Lên voi xuống chó không đúng. Không đúng nhá, nó cũng có hai câu vật nhưng mà nó không phải là câu trả lời của bên em mọi người ạ. À. Không phải là câu trả lời của bên em. Nào, kinh thân nào, 24 người xem chia sẻ lên, lên 50 mắt xem em gợi ý nhá. Cố gắng lên nào, 50 mắt xem em gợi ý nào. Cái câu này nó rất là dễ luôn, cái câu này nó rất là dễ luôn ạ à, mọi người ạ. À. Em đã
là câu tục ngữ nào có tên hai con vật rồi, nó nói rất là dễ luôn mà mọi người ạ. Mọi người cố gắng lên nào, cố gắng lên nào. 30 người rồi, ông nói gà, bà nói vịt, không đúng nhá mọi người nhá, ok chưa? Nào mọi người tiếp tục nào, tiếp tục chia sẻ. Nào, 40 người rồi, 40 người rồi. 10 người nữa em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. 10 người nữa là em sẽ gợi ý luôn. 10 người nữa sẽ gợi ý này. Cõng rắn cắn gà nhà à, không đúng này. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không đúng mọi người nhá, không đúng này. Mọi người chia sẻ đi à, chia sẻ nào, mọi người chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người này. Và mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm giúp em, ok chưa? Ai mà được trúng thưởng mà sẽ mà không chia sẻ, không có cái lượt chia sẻ thì bên em sẽ nhường luôn cái phần quà đấy cho người kế tiếp, ok không ạ? Mèo tha chuột cũng không đúng nhá. Nào cái gì đây, cắn nhau chó với mèo không đúng này, mèo mã gà đồng không đúng, lên voi xuống chó cũng không đúng luôn, ok chưa ạ? Nào mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em đi nào, chia sẻ mạnh lên đi ạ. Ông nói gà bà nói vịt không đúng nhá, chia sẻ mạnh lên giúp em ạ. Nào 33 người xem. Bên em không giới hạn comment nhá, bên em không giới hạn comment nào, mọi người cứ thả nhiệt tình nhá. Khi nào em đọc đúng cái comment của ai ấy, em đọc cái comment của ai mà comment trả lời ấy, trả lời đúng và chính xác và nhanh nhất ấy, thì em sẽ dừng luôn lại và ghi người đấy luôn. Và phần quà này sẽ dành tặng cho người đấy nhá. Phần quà này là một cái sợi dây chuyền này rất là đẹp, sẽ dành tặng cho người đấy luôn, ok chưa? Nhưng mà nhớ phải chia sẻ giúp em nhá, chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm giúp em này và chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người nhá. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà không đúng này. Cái gì đây mọi người nhỉ? Mèo già hóa cáo à, không đúng nhá. Đầu voi đuôi chuột cũng không đúng luôn ạ. Không đúng mọi người là không đúng nhá. Mọi người tiếp tục đi ạ, tiếp tục nào, chia sẻ mạnh lên giúp em đi ạ. Nào 31 người xem nào, mọi người ơi chia sẻ cho em đi nào. Đẩy mạnh cái mắt xem lên 50 em gợi ý nhá, lên 50 em gợi ý nào. Chưa comment nào đúng hết nào. 32 người xem nào, chia sẻ cho em đi ạ. Không giới hạn comment nhá, mọi người cứ thả nhiệt tình nhá, nghĩ gì nói nấy là biết đâu phải trúng ạ. Câu tục ngữ nào có hạ tên hai con vật ạ? Nào mọi người ơi, thả comment nhiệt tình lên. Châu chấu đá voi không đúng nhá. Chào Đỗ Quỳnh, châu chấu đá voi không đúng nào. Nào 33 người xem, đẩy mạnh mắt xem lên cho em nào. 50 mắt xem em gợi ý nhá. Mèo già hóa cáo không đúng nào. Nào 40 người rồi. 40 người rồi, 10 bạn nữa em sẽ gợi ý luôn nhá. 10 bạn nữa em sẽ gợi ý luôn. Mọi người nhìn rõ không nhỉ? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật? Câu tục ngữ nào có tên hai con vật đây mọi người ơi? Câu tục ngữ nào là có tên hai con vật nhỉ? Mọi người tiếp tục comment giúp em nào, tiếp tục comment giúp em. Em chưa thấy ai có cái câu trả lời đúng hết. Em chưa thấy ai có cái câu trả lời đúng hết mọi người ạ. Nào chó treo mèo lắm lông không đúng nhá. Cắn nhau như chó với mèo không đúng luôn. Mèo đuổi chuột không đúng nhá. Nào 42 người rồi, 50 độ 8 người nữa sẽ có gợi ý nào, 6 người nữa sẽ có gợi ý luôn nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Anh em như chó với mèo không đúng nào. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm không đúng nhá mọi người nhá, không đúng ạ. Nào 49 người xem rồi, 49 người xem, châu chấu đá voi không đúng nhá. Nào mọi người chia sẻ chưa nào, chưa chia sẻ nhỉ? Ai chưa chia sẻ thì nhanh chóng chia sẻ giúp em nhá. Ai chưa like bet thì nhanh chóng like bet để vào trả lời câu hỏi này nào. Mọi người cứ tiếp tục trả lời đi ạ. Em chưa thấy ai có cái câu trả lời đúng hết mọi người ạ. Cõng rắn cắn gà nhà không đúng nhá. Hang hùm miệng sói không đúng mọi người ạ. Nó cũng có hai cái con vật nhưng mà không phải có câu trả lời của bên em đâu. Nên là mọi người cứ tiếp tục đi ạ. Mọi người cứ tiếp tục, câu này rất là dễ thôi. Câu này cực kỳ dễ thôi mọi người ạ. Mọi người tiếp tục nào, lên 50 mắt xem em sẽ gợi ý nhá. Lên 50 mắt xem em sẽ có gợi ý cho mọi người nào. Mọi người đánh mạnh lên nào, chỉ cần vài bạn nữa thôi. Vài bạn nữa là em sẽ gợi ý luôn, ok không ạ? Nào 40 người nào. Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sao, không đúng nhá. Con rắn cắn gà nhà không đúng rồi. Chưa có ai đúng hết. Lòng lang dạ sói không đúng này. Châu bò húc nhau rồi múa chết không đúng nhá. Mọi người nhớ comment đầy đủ dấu câu cho em nào. Comment đầy đủ dấu câu nhá. Mèo mã gà đồng không đúng nào. Mọi người ơi, vài người nữa nào, vài người nữa để mắt xem tăng lên giúp em đi. Vài người nữa em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. Vài người nào gợi ý luôn nào. Okay, rồi 50 50 chưa nhỉ, 50 chưa? Rồi ok, 50 rồi. Gợi ý cho mọi người luôn là cái câu này nó có 4 từ.
lời gồm có 4 từ này, chó chê mèo lắm đâu không đúng, cái này nó 5 từ rồi mọi người ạ. Miệng hùm gan sữa không đúng nhá. Nào cái gì đây? Mọi người ơi cái gì đây nhỉ? Phạm Phúc ơi bạn bình luận gì nhờ, comment lại đi cho mình xem nào. Đầu voi đuôi chuột không đúng này, Phạm Phúc ơi comment lại cho em nào. Miệng hùm gan sứa không đúng mọi người nhá. Mọi người tiếp tục đi nào, tiếp tục nào, lên 100 mắt xem em sẽ lại gợi ý ok không nhở? Lên 100 mắt xem em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Lên 100 mắt xem em sẽ gợi ý luôn ok này. Câu này nó rất là dễ thôi, câu này rất là dễ nào. Chó treo mèo đậy không đúng nào. Mèo mã gà đồng không đúng, mọi người nhớ là mọi người phải comment đầy đủ dấu câu chính tả giúp em ok không ạ? Châu bò đánh nhau à? Không đúng nhá, châu bò đánh nhau không phải là câu từ ngữ đâu. Chó chê mèo lắm lông không đúng này. Gà kê dê ngỗng à? Không đúng mọi người ạ. Nào, cái gì đây ạ? Chó treo mèo đậy không đúng nào. Lên 100 mắt xem em sẽ gợi ý nhá. Lên 100 mắt xem em sẽ gợi ý ok không ạ? Nào, câu trả lời này cực dễ luôn. Câu trả lời cực dễ luôn nào mọi người ơi. Mổ trâu mổ bò không đúng nhá. Nào 51 người xem, cho em xin lượt chia sẻ đi nào, tiếp tục comment đi nào, câu tục ngữ nào có tên hai con vật ạ? Câu trả lời gồm có 4 từ nhá, lên voi xuống chó không đúng. Lên voi xuống chó không đúng nhá. Hang hùm miệng sói cũng không đúng luôn mọi người ạ. Mọi người ơi chia sẻ giúp em đi nào, lên 100 mắt xem em sẽ gợi ý cho mọi người luôn nhá. Lời ong tiếng ve cũng không đúng luôn, lên 100 mắt xem em sẽ gợi ý nào. Mèo đốm mắt chuột cũng không đúng nhá mọi người này. Tiếp tục đi ạ. Nào lên 50, lên 100 mắt xem em sẽ gợi ý nào. 100 mắt xem sẽ gợi ý luôn ok chưa ạ? Mọi người chia sẻ cho em ạ, chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người và chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm giúp em đi ạ. Miệng hùm răng sữa không đúng nhá, đầu trâu mặt ngựa không đúng nào. Tiếp tục đi nào mọi người ơi, 54 người xem, tiếp tục comment đi nào. Nào đẩy mạnh cái mắt xem lên 100 nhá, lên 100 em lại gợi ý nào. Mèo già khóa cáo không đúng nhá. Đầu trâu mặt ngựa không đúng này. Cõng rắn cắn về cắn gà nhà không đúng nhá mọi người nhá. Có 4 từ thôi ạ, có 4 từ thôi. Chim xa cá lặn không đúng nào. Cá chậu chim lồng không đúng luôn mọi người ạ. Câu này nó cực kỳ dễ luôn, cực kỳ dễ luôn mọi người ạ. Mọi người cố lên nào, cực kỳ dễ luôn nhá. Nào lên đến 100 mắt xem em sẽ gợi ý cho mọi người, ok không nào? Lên đến 100 mắt xem là em sẽ gợi ý luôn nhá. 50 mắt xem em đã gợi ý cho mọi người là có 4 từ rồi. Thì giờ mọi người lên 100 mắt xem cho em nhá. Lên 100 mắt xem cho em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Mồn chó vó ngựa không đúng nào. Tiếp tục comment đi nào mọi người ơi. 50 người xem lên voi xuống chó không đúng nhá. Câu trả lời này cực dễ luôn. Lên voi xuống chó không đúng nào. Có là miệng ve không đúng nhá. Lên voi xuống chó không đúng nào mọi người ơi. Mèo mả gà đồng không đúng. Miệng chó vó ngựa không đúng nào. Nào 51 người xem, lên 100 người xem em gợi ý tiếp nhá. Nào mọi người ơi, lên 100 người xem em sẽ gợi ý tiếp cho mọi người nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ, chia sẻ mạnh lên giúp em đi nào. Lời ong tiếng ve không đúng này, rồng bay phượng múa cũng không đúng luôn. Nào cái câu này rất là dễ luôn, rất dễ mọi người ạ, nó còn dễ hơn mấy cái câu này nhiều. Nào mọi người ơi, mọi người tiếp tục đi ạ, tiếp tục nào. Mọi người tiếp tục đi ạ, 61 người rồi, lên 100 mắt xem nào, lên 100 mắt xem em sẽ gợi ý luôn ok không ạ? Lên 100 mắt xem em sẽ có gợi ý nhá. Chó treo mèo đậy không đúng nhá, mèo khóc chuột không đúng này, chim sa cá lặn không đúng này, chó treo mèo đậy không đúng mọi người ạ. Nào 53 người xem. Là làm thân trâu ngựa không đúng nhá, mèo mã gà đồng không đúng này. Ném công trả phượng không đúng nào mọi người ơi, không đúng nhá. Nào 53 người xem. Mèo mả gà đồng không đúng, lên voi xuống chó không đúng nhá. Câu trả lời này cục dễ luôn em mà. Mọi người biết câu trả lời là mọi người tiếc lắm. Chưa một ai đoán từ này luôn. Đầu chép mép mè không đúng nhá. Mồm chó vó ngựa không đúng nào. Cái gì đây nhỉ mọi người nhỉ? Ok, chó ngáp phải ruồi đi nghiến nhá. Chó ngáp phải ruồi đi nghiến ạ. Mọi người thấy không, câu trả lời cực dễ luôn. Không một ai nói chó ngáp phải ruồi cả. Không một ai nói chó ngáp phải ruồi ạ. Toàn chó treo mèo đậy thôi.
Nào ok chốt nhá, em chốt cho. Mọi người ơi, câu này nó cực kỳ dễ vậy mà mọi người không ai nghĩ ra, đương nhiên đang nghĩ ra rồi. Chó ngáp phải ruồi, nó là cái câu của bên em. Câu trả lời của bên em ok nào, chưa? Dừng nhá. Nào ai muốn xem gì không ạ? À? Có ai muốn xem gì không nào? Ai muốn xem gì thì comment cho em đi ạ. À. Nào Đinh Yến. Đây nhá. Dây này là của Đinh Yến nhá. Đinh Yến inbox cho shop đi ạ. À. Dây này là của Đinh Yến ạ. À. Nào mọi người có ai muốn xem gì không ạ? À? Ai muốn xem gì thì comment cho em đi ạ. À. Bên em là mạ 5 lớp vàng 24K nhá. Bảo hành 1 năm là ai muốn xem gì không ạ? À? Nào mọi người ơi dừng mini game nhá. Em ghim Đinh Yến trúng rồi ạ. À. Nào có ai muốn xem gì không ạ? À? 62 người xem, có ai muốn xem gì không ạ? À? Để em cho xem nào. Hôm nay bên em sale rất là nhiều luôn nhá. Sale số lượng có hạn nhá. Mỗi mẫu chỉ em chỉ sale 1 2 cái thôi ạ. À. Vậy nên ai nhanh tay thì được nhá. Ôi tức quá. Ôi, chào Tôm Heo nhá, chào Quyên Giang ạ, chào mọi người nhá, chào mọi người ạ. Nào mọi người chia sẻ tiếp tục nào, chia sẻ tiếp tục nào, thấy em không? Thấy Quyên Giang nhá, thấy Quyên Giang ạ. Ok chưa? Nào mọi người tiếp tục chia sẻ giúp em nhận cái câu này, nó cực kỳ dễ, em đã nói rồi, nó là cực kỳ dễ luôn mà không ai nghĩ ra. Dễ cực kỳ nhá. Nào Nguyễn Bằng ơi dừng nhá, có người trả lời đúng rồi Nguyễn Bằng ơi, Phạm Phúc tức thật. Nào có ai muốn xem gì không ạ? À? Ai muốn xem gì không? Mỹ Hạnh ơi chốt mấy đơn em chơi tiếp nhá, cho xem dây màu đen mặt tí hưu ok nhá, dây màu đen mặt tí hưu ạ. À. Dây màu đen mặt tí hưu nào? Ủa thích mình hết mặt tí hưu màu đen rồi. Bên em hết mặt tí hưu màu đen rồi, chỉ còn có mặt hồ ly màu đen thôi. Chỉ còn mặt hồ ly màu đen Thúy Nguyễn ơi. Mặt hồ ly màu đen này là 250k này. 250k free ship toàn quốc nhá. Free ship toàn quốc ạ. Cay quá chơi lại phát à, cay quá chơi lại phát nha. Mọi người có muốn chơi lại không nhở? Mọi người muốn tiếp tục chơi không ạ? Nào ai lấy gì thì comment cho em biết đi nào. Ai lấy gì, ai xem gì không ạ? Nhẫn mặt màu xanh ở Thanh Xuân Nguyễn Thị ơi, nhẫn mặt màu xanh có giá là 550k nhá. 550k nhưng hôm nay em sẽ sale cho mọi người luôn ạ. Sale cho mọi người chỉ còn có giá là 499k thôi ạ. 499k và miễn phí ship ok không ạ? Ai chốt thì cho em xin số điện thoại luôn mọi người nhá. Ai chốt thì cho em xin số điện thoại luôn nào. Nào. Mọi người tiếp tục nào. 499. 550 em sale còn 499. 550k em sale còn 499k này, ai lấy để lại số điện thoại. Nhẫn gì nhỉ? Mạnh hỏa hộp màu đỏ đây ạ. Mạnh hỏa thì màu đỏ đây mọi người này, mạnh hỏa màu đỏ đây ạ. Nào. Hộp luôn ạ. Nào ai chốt cho em xin số điện thoại nhá. Nhẫn này có giá là 550k nhưng em sẽ sale cho mọi người chỉ còn có 499k và miễn phí ship thôi ạ. Thủy Nguyễn ơi, mặt tí hưu à? Còn không? Đây, mặt tí hưu xanh em còn đúng một cái này. Mặt tí hưu xanh thì là 250k nhá. Mặt tí hưu xanh là 250k okay. Em còn đúng hai màu này nào, còn ai đúng hai màu này. Số điện thoại luôn mọi người nhá. Ai chốt cho em xin số điện thoại luôn ạ. Nào mặt tí hưu màu xanh à, còn đúng hai màu này ạ. Chị Thúy Nguyễn thì để lại cho em xin số điện thoại nhá. 250k free ship toàn quốc ạ. Chào Vũ Mạnh Cường nào. Chào Vũ Mạnh Cường nhá. Nào mọi người tiếp tục đi nào mọi người. Nào câu chó ngáp phải ruồi nhá. Câu trả lời là gió chó ngáp phải ruồi, em đã ghi ở dưới mọi người nhìn rõ không nhỉ? Đây ạ. Nào anh 2002 thì hộp màu gì em? Anh 2002 cơ. 2002 là mệnh gì nhỉ? 2002 là mệnh gì ạ? Nào mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ giúp em đi ạ. Tiếp tục chia sẻ giúp em nào. Ở chơi lại nhá. Ok em sẽ chơi nhá. Hôm nay em sẽ chơi rất là nhiều luôn. Đây mọi người nhìn rõ không nhỉ? Em sẽ có lại một cái dây này nữa. Dây này để chơi cho mọi người này. Ok chưa ạ? Dây mặt trà neo này rất là đẹp luôn. Một nửa. Chào Yến Xuân nhá. Chào Yến Xuân nào. Nào chia sẻ cho em đi nào mọi người ơi. Chia sẻ ít nhất là trên 5 hội nhóm nhá. Like bếp để tránh bị ẩn comment nào mọi người ơi. Còn ai muốn xem gì không ạ? À? Còn ai muốn sale gì không? Hôm nay em sale số lượng có hạn nhá. Mỗi thứ em chỉ sale 1-2 cái thôi. Vậy nên ai nhanh tay thì được nhá. Nào mọi người tiếp tục chia sẻ giúp em đi ạ. À. Tiếp tục chia sẻ giúp em đi nào. Đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em để. Ôi không ai nghĩ ra đúng không nhở? Có mình Đinh Yến là nghĩ ra thôi. Đinh Yến comment vậy mà cũng nghĩ ra được. Chào bạn, chào Hằng Lê ạ. À. Chào Toàn Nguyễn nhá. Chào mọi người ạ. À. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục đi ạ. À. Tiếp tục chia sẻ giúp em nào. Có dây màu đen trên canh luôn là bao nhiêu? Cái dây màu đen này ạ. À. Dây này là bọc bạc mọi người này. Dây này thì có giá là 450k nhá. 450k nhưng hôm nay em sẽ sale cho mọi người chỉ còn có giá là 399k thôi ạ. À. 399k và miễn phí ship nhá. Nên là ai chốt thì nhanh tay chốt giúp em đi ạ. À. Ai chốt thì nhanh tay chốt giúp em nào. Nào.
dây truyền bọc bạc nhá, 450k. Trong livestream ngày hôm nay em sale còn 399k nhá. Ai lấy để lại cho em xin số điện thoại ạ. À, dây này trong ngày livestream ngày hôm nay em chỉ sale đúng 2 cái nhá, sale đúng 2 cái ạ. À, ai lấy thì để cho em xin số điện thoại ạ. À, Yến Xuân, chào Yến Xuân nhá. Nào mọi người ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Mọi người đấy, mạnh cái mắt xem đi ạ. Đây mọi người nhìn thấy không nhỉ? Đây lại một cái dây chuyền nữa này, một cái dây chuyền mặt trà nheo này em sẽ giải dành tặng để chơi game tiếp nào. Sẽ chơi game tiếp nào mọi người nào. Ai chốt gì thì nhanh tay chốt giúp em đi ạ. Em chốt 1-2 đơn rồi em sẽ tiếp tục chơi game, ok không nhỉ? Mọi người tiếp tục chia sẻ giúp em nhỉ. Mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm giúp em này. Và mọi người chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người, ok chưa? Đinh Yến vừa nãy đã chia sẻ chưa nhỉ? Đinh Yến đã chia sẻ chưa? Em chia sẻ rồi chị, ok, cảm ơn Yến Xuân nhá. Cảm ơn Yến Xuân này. Khi mà bạn nào mà được trúng cái phần quà bên em nhá, chụp lại cái màn hình mà chia sẻ lên 5 nhóm giúp em này. Và mọi người inbox luôn cho shop để nhận cái phần quà, ok không nhỉ? Được chưa mọi người? Nào mọi người ơi, chia sẻ cho em đi ạ. Like bếp để tránh bị ẩn comment nhá. Ai muốn xem gì không ạ? Ai muốn xem gì thì comment cho em nhá. Hôm nay shop em sale quá hạn nhá. Mỗi thứ chỉ 1-2 cái thôi, vậy nên ai nhanh tay thì được nào. Free ship toàn quốc nhá. Hôm nay free ship toàn quốc ạ. À, ai đúng thế, Đinh Yến đã đúng nhá. Đinh Yến là chó ngáp phải ruồi nhá. Chó ngáp phải ruồi mọi người nhá. Đinh Yến đã trúng thưởng cái game bên em rồi. Đây dây vàng hay mạ, được mạ 5 lớp vàng 24k nhá. Được mạ 5 lớp vàng 24k, bên trong là đồng vàng phá hội vàng độc mạ với công nghệ lắc kê mọi người nhá. Công nghệ mới nhất hiện nay luôn ạ. À, và bên em bảo hành 1 năm cho tất cả các sản phẩm luôn mọi người nhá. Ok, cảm ơn chị Đỗ Quỳnh nhá. Mọi người tiếp tục chia sẻ nào, chia sẻ gần 20 lần ý shop. Ok, cảm ơn Đinh Yến nhá. Nào mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ giúp em đi ạ. Tiếp tục chia sẻ giúp em nào. Đây ạ, mọi người chia sẻ nào. Em chốt 1-2 đơn nhá. Em chốt 1-2 đơn này, em tiếp tục quay ra chơi game. Mọi người cái dây này sẽ lại chơi để tặng cho mọi người nhá. Sẽ tặng cho mọi người cái dây này, ok không ạ? Rất là đẹp luôn, dây chuyền mặt trời neo đây này. Rất là đẹp, sẽ lại dành tặng cho mọi người này. Nên là mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ nào. Nào, đẩy mạnh các bác xem lên cho em đi nào mọi người ơi. Ai muốn xem gì không ạ? À? Ai muốn xem gì thì comment cho em nhá. Nhớ like bếp nào, nhớ like bếp để tránh bị ẩn comment nhá. Nào, chào 34 người xem ạ. À, có ai muốn xem gì không nhở? Vàng bên em là mã 5 lớp vàng 24k nhá. À, một dây tỷ hưu bao nhiêu ạ? À? À, dây tỷ hưu đây nhá. À, lắc tay tỷ hưu ở bán. Lắc tay tỷ hưu nhá, lắc tay tỷ hưu này em đang bán là 399k. Nhưng mà trong livestream ngày hôm nay em sẽ để cho các chị là 349k nhá. 399k, trong livestream ngày hôm nay em sale còn 349k. Ai lấy để lại cho em xin số điện thoại nào. Dây bọc vàng nhỏ hơn giá cũng phải ở shop. Vâng bạn ơi, dây bọc vàng là cũng là 450k nhá. Nhưng trong livestream ngày hôm nay em sale còn 399k. Chị Quý Nguyễn đấy thì để cho em xin số điện thoại nhá. Nào Thúy Nguyễn nào. Thúy Nguyễn lấy thì để cho em xin số điện thoại nhá. Lắc tay tỷ hưu 399k, trong livestream ngày hôm nay em sale còn 349k. Free ship toàn quốc nhá. Nào mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ giúp em đi nào. Tiếp tục chia sẻ giúp em đi ạ. Nào, ai muốn xem gì không ạ? À? Nào chuẩn bị chơi trò chơi tiếp nhá, 50 mắt xem nhá. À dây cổ á, dây cổ đây. À, dây cổ này là cái này là kiềng nhá, kiềng này là 200k này. Mặt tỷ hưu là 250k, combo là 450k nhá. Ai lấy để lại cho em số điện thoại đi nào. Cho mình cái lắc tay tí hưu hả mà, ok Đinh Yến cho em xin số điện thoại luôn Đinh Yến nhá. Đinh Yến cho em xin số điện thoại luôn, ok ạ. Dây mới mặt luôn là bao nhiêu? Dây với mặt ạ, cả dây và mặt ạ. Đây ạ, dây bên em sẽ giảm giá còn 399k nhá. 399k, ok chưa? Nào còn mặt ạ, mặt là 550k, bên em sẽ giảm còn 499k. 499k nhá. Tổng của mọi người sẽ là 900. 900 mọi người ạ. Tổng là 900 mọi người nhá. Nào, mặt di lặc đen nào. 550k, nhưng trong livestream ngày hôm nay em sale còn 499k nhá. 550k, sale hôm nay sale còn 499k nào. Lấy thì để trở lại số điện thoại cho em nhá. Nào Trần Đức Phúc nào, mặt di lặc đen này, đá tự nhiên nhá, viền bọc bằng mạ 5 lớp vàng 24k nhá. 550k, trong livestream ngày hôm nay em sale còn 499k. Free ship toàn quốc nhá, lấy thì để lại số điện thoại cho em ạ.
Ok Yến Xuân nhá, chốt một hai đơn nữa em chơi tiếp nhá. Nào, ai lấy cái gì không ạ? Nào 31 người xem ạ, chia sẻ cho em đi nào. Nào lên 50 mắt xem em chơi tiếp nhá. Lên 50 mắt xem em chơi trò chơi tiếp nào. 50 mắt xem, 50 mắt xem em chơi tiếp nhá. Nào mọi người ơi, chia sẻ cho em đi nào. Lên 50 mắt xem em sẽ chơi tiếp cho mọi người, ok không ạ? Lên 50 mắt xem em sẽ chơi tiếp nhá. Mọi người chia sẻ giúp em nhá, chia sẻ đẩy mạnh mắt xem nào. Đẩy mạnh mắt xem tăng lên giúp em nhá. Nào mọi người ơi, chia sẻ đi nào. Lên 50 mắt xem em chơi tiếp nhá. Dây với mặt tì hưu á? Dây với mặt tì hưu à? Thúy Nguyễn ơi, dây với mặt tì hưu à? Dây nữ à? Đây nhá. Như cái dây này này, cái kiềng này là 200k này, còn mặt tì hưu này là 250k nhá. Dây này, dây kiềng này là 200 này. Mặt tì hưu này là 250k này. Bạn lấy thì để lại số điện thoại là xem nhấn ngón tay cái đi. Đây nhá. Nhấn nào, nhấn đồng giá nhá. Hôm nay em sale nào. 550k nhá. 550k. Nhưng mà trong livestream ngày hôm nay em sale còn 499k nhá. Sale còn 499k. Xem nhấn ngón. Nào mọi Việt. Người ơi, mọi người tiếp tục chơi nào. Đây ạ. Ok mọi người nhá, em sẽ chơi game cho mọi người, ok không nhỉ? Mọi người có thích chơi game không nhỉ? Mọi người có thích chơi game không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em nhá, chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm và chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người nhá. Ai mà được quà mà bên em check ra mà không chia sẻ thì sẽ không được nhận quà đâu và sẽ nhường luôn cái phần quà đấy cho người kế tiếp đấy ạ. Nên là mọi người cố gắng chia sẻ nào, ai chưa chia sẻ thì nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Ai chưa like bet thì nhanh chóng like bet để tránh cái comment của mọi người bị ấn nhá. Mọi người tiếp tục đi ạ, nhấn ngón cái của nhấn nữ cái của nữ thì em không ấy đâu nhá, bên em chỉ có nhấn ngón cái của như thế này thôi, còn nhấn ngón cái của nữ thì em không có đâu chị ơi. Nào mọi người tiếp tục chơi nhỏ đây ạ. Bây giờ em sẽ không chơi cái mà chơi mà đố cái câu hỏi nữa, em sẽ không chơi đố cái câu hỏi nữa mọi người ạ. Và em sẽ chơi nhá, em sẽ chơi cái game này, ok không ạ? Em cái số điện thoại của bên em đã ghi xuống dưới rồi, mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Em đã ghi xuống dưới rồi đấy ạ. Nào em sẽ mọi người đẩy mắt xem nào, chia sẻ nào, đẩy mắt xem và mọi người cứ tiếp tục. Mọi người thả cái số điện thoại mọi người đang dùng nhá. Mọi người thả cái số điện thoại mọi người đang dùng, ok chưa? Và em sẽ lắc nhá, em sẽ lắc cái những cái này em sẽ viết từ 0 cho đến 9 rồi, từ 0 cho đến 9 ở trong đây rồi mọi người rõ chưa nhỉ? Em sẽ bốc ra hai số trùng với lại hai số cuối của số điện thoại của bạn nào nhá. Thì bạn đấy nhanh tay ạ, nhanh tay gọi điện luôn cho shop, ok không ạ? Gọi điện luôn cho shop thì bạn nào mà trùng số này và gọi điện là nhanh nhất nhá, gọi điện đầu tiên thì sẽ được luôn cái phần quà này, ok không ạ? Cái này chơi rất là dễ luôn. Cái trò chơi này chơi cực kỳ dễ luôn mọi người ạ. Mọi người thả cái số điện thoại của mọi người đang dùng đi nào. Thả cái số điện thoại của mọi người đang dùng và tiếp tục chia sẻ giúp em đi ạ. Ok chưa nhỏ, chào Tuyến Lê nhá, chào Tuyến Lê ạ. Mọi người tiếp tục chia sẻ giúp em nào. Em sẽ bốc hai số đây ạ. Em sẽ bốc hai số ở trong đây, em sẽ bốc hai số ở trong đây nhá. Mà trùng với lại đuôi số điện thoại của ai, ok không ạ? Trùng với lại cái số đuôi số điện thoại của ai nhá. Hai số ạ, thì người đấy sẽ gọi, người đấy gọi luôn cho em, ok không nhỉ? Sẽ gọi luôn cho em nhá và sẽ được tặng luôn cái dây này, ok không ạ? Nào mọi người thả cái số điện thoại của mọi người đi nào đây ạ. Cái phần thưởng này em sẽ lắc nhá. Lần mắt xem tăng lên đến khoảng một gần 100 thì em sẽ bốc luôn nhá, ok không ạ? Nào nhìn thấy số của Kim Oanh Nguyễn rồi, nhìn thấy số của Đinh Yến rồi, thấy số của Trần Linh Đan rồi ạ, Phượng Trần này. Nào mọi người tiếp tục nào, tiếp tục đi ạ, tiếp tục nhá. Lên gần 100 mắt xem thì em sẽ bốc luôn, ok không ạ? Lên gần 100 mắt xem thì em sẽ bốc mọi người nhá, tiếp tục đi ạ. Nào 26 người xem chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên ít nhất là 5 hội nhóm giúp em nhá, like bet để tránh bị ẩn cân mình nhá. Số điện thoại mọi người phải đang dùng nhá mọi người nhá. Nào mọi người cứ tiếp tục đi nào, lên đến gần 100 mắt xem em sẽ bốc nhá, 100 gần 100 mắt xem em sẽ bốc nào. Chào 24 người đang xem. Nào lên đến gần 100 người em sẽ bốc luôn mọi người nào, mọi người cứ tiếp tục thả cái số điện thoại của mọi người đang dùng nào và mọi người chia sẻ giúp em đi ạ, chia sẻ để đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên thì em sẽ bốc luôn nào. Đẩy mạnh mắt xem tăng lên em sẽ bốc.
cũng vậy mọi người ạ, cái gì cũng vậy ạ, bên em tặng quà cho mọi người và chỉ mong có những cái lượt chia sẻ của mọi người thôi ạ, cũng chỉ mong có những cái lượt chia sẻ của mọi người nhá, nên là mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em ạ, chia sẻ mạnh lên giúp em nhá. Ok chưa nào, mọi người tiếp tục đi ạ, nào 20 người ạ, 20 người đang xem chia sẻ giúp em đi ạ, 20 người đang xem chia sẻ giúp em lên 5 nhóm nhá, ít nhất là 5 nhóm này và chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người nhá. Nào mọi người thả cái số điện thoại mọi người đang dùng đi nào, thả cái số điện thoại nào. 25 bạn đang xem ạ, 25 bạn đang xem, thả cái số điện thoại đi ạ, thả cái số điện thoại đi nhá. Nào, cái gì nhở? Đây ạ, là bạn nào nhở, bạn các bạn chia sẻ chưa nhở, các bạn chia sẻ chưa, ai chưa chia sẻ nhanh chóng chia sẻ này, ai chưa kết bạn thì nhanh, ai chưa like back thì nhanh chóng like back nhá. Cái số điện thoại của bên em đã ghi ở dưới rồi, em đã ghi ở dưới rồi. Chào Yến Xuân nhá, chào Nguyễn Thị Trung này, ok chưa ạ? Nào mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ, tiếp tục chia sẻ giúp em đi nào, đẩy mắt xem lên ạ, đẩy mắt xem tăng lên giúp em nào. Nào 21 người xem ạ, chia sẻ cho em đi, lên một gần 100 mắt xem em bốc nhá, lên một gần 100 mắt xem em bốc nào. Nào mọi người thả số điện thoại của mọi người đi nào, tiếp tục thả số đi ạ. Lên gần 100 mắt xem em sẽ bốc, ok không ạ, lên gần 100 mắt xem thì em sẽ bốc nào. Xem hôm nay ai sẽ là người may mắn nào gọi được đến số của em nào. Nào, số của bên em đang ở dưới đây, đang ở dưới màn hình đây ạ. Nào và sẽ và chờ xem bạn nào ạ, chờ xem bạn nào có cái số trùng với lại cái số mà em sẽ bốc ra, ok không ạ. Các bạn chia sẻ giúp em nào, chia sẻ mạnh lên giúp em, thả cái số điện thoại mọi người đang dùng giúp em nào. Dạ, thả cái số điện thoại mọi người đang dùng giúp em đi ạ. Mọi người cứ thả mạnh lên ạ. Nào 20 người xem ạ, mọi người tiếp tục thả số điện thoại đi ạ, còn ai chưa thả không nào. 22 người xem, ok Đức Thành nào, mọi người ơi, mọi người thả số đi ạ, lên gần 100 mắt xem nhá, đẩy mạnh lên gần 100 mắt xem em sẽ bốc luôn nào. Phần quà của mọi người là một dây chuyền hình mặt Chanel nhá, ok Vũ Mạnh Cường nhá. Nào mọi người ơi, chia sẻ cho em đi nào, đẩy mạnh cái mắt xem lên nào. Nào mọi người đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em đi ạ, đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em đi nào. Ôi, nào 18 người xem, 20 người xem nào, chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người thả số điện thoại của mọi người đi nhá. Ai? Không. Nào phần quà của mọi người là một dây chuyền mặt hình mặt Chanel nhá, một dây chuyền mặt Chanel. Yến Xuân đang gọi cho em cơ, Yến Xuân đang gọi cho em cơ, số em chưa bóc mọi người nhá, số em chưa bóc mọi người ạ, số em chưa bóc nào. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ giúp em đi nào, chia sẻ đi ạ, đẩy mắt xem tăng lên nào, đẩy mắt xem ạ, lên đến 50 người em sẽ bóc mọi người nhá, lên đến 50 người em sẽ bóc luôn, ok không ạ? Nào mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em đi ạ. Yến Xuân từ nãy giờ đã gọi cho em 2 cuộc rồi. Em chưa bóc mà Yến Xuân đã gọi luôn rồi cơ. Nào mọi người tiếp tục nào, chia sẻ giúp em đi ạ, chia sẻ giúp em nào. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em đi ạ, đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em và thả cái số điện thoại mọi người đang dùng đi nào. Thả cái số điện thoại mọi người đang dùng đi ạ, và mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em nhá, chia sẻ mạnh lên giúp em đi ạ. Lên đến 50 mắt xem em sẽ bốc mọi người nhá, lên đến 50 mắt xem em sẽ bốc nào. 20 người chia sẻ giúp em nào, chia sẻ mạnh lên nào, chia sẻ lên ít nhất là 5 nhóm và chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người, ok chưa? Em sẽ bốc nhá, ai có, nếu mà ai trùng với lại số số mà em sẽ bốc ấy, số điện thoại của ai trùng với lại số của em bốc ra ấy, thì gọi luôn cho cái số mà em đang ghi ở dưới này, gọi luôn cho cái số của em đang ghi ở dưới, ok không nào? Lên đến 50 mắt xem em sẽ bốc luôn nhá. 22 người ạ, 22 người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nào. Mọi người thả cái số điện thoại mọi người đang dùng giúp em nào, thả cái số điện thoại mọi người đang dùng nhá. Để lên đến 50 mắt xem nào, lên đến 50 mắt xem thì em sẽ đúng rồi, lên 50 mắt xem thì em sẽ bóc nghỉ mãi giờ mới ra cơ. Được rồi ạ, nào mọi người tiếp tục đi nào, tiếp tục nào.
Cái game này nó cực kỳ dễ luôn ý, nó còn dễ hơn cả là cái mà mọi người đoán câu hỏi ý. Cái này nó còn dễ hơn cả cái mà mọi người đoán câu hỏi luôn. Nhưng mà em thấy mọi người không ai hứng thú với cái game này đúng không ạ? Nào mọi người ơi, dùng hai số thì số nào trùng với lại nếu mà cái đuôi của số nào trùng với lại cái số mà em bóc thì mọi người lấy cái số đấy gọi. Mọi người ok chưa nhỉ? Rất là dễ thôi. Em không biết là mọi người dùng mấy số, chỉ biết là mọi người có cái số đuôi trùng với lại cái số mà em bóc ra thì mọi người hãy gọi luôn cho em ok chưa? Đoán câu hỏi ạ? À? Đoán câu hỏi này khó nghĩ quá nhở. Đoán cái câu hỏi này á, còn phải nghĩ xem là cái câu nào mà nó hại não chút để cho mọi người đoán cơ. Hay là mọi người ơi, mọi người có muốn chơi cái trò chơi mà nghe nhạc đoán tên bài hát không nhở? Mọi người có muốn chơi cái trò chơi mà nghe nhạc đoán tên bài hát không? Nào mọi người tiếp tục đi ạ, à. Tiếp tục nào, tiếp tục chia sẻ giúp em nào, đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên nào, đẩy mạnh mắt xem tăng lên giúp em đi ạ, à. Đẩy mạnh nào, em có muốn chơi. Mọi người ơi, các bạn có muốn chơi cái chơi mà nghe nhạc đoán tên bài hát không nhỉ? Nghe nhạc đoán tên bài hát cũng hay phết ý. Ai muốn chơi cái trò chơi mà nghe nhạc đoán tên bài hát không? Nghe nhạc còn vui hơn nhỉ, bóc đi cưng ơi. Nào mọi người ơi, chia sẻ đi ạ, à. Chia sẻ mạnh nào, chơi đọc câu thoại đi chị. Chơi đọc câu thoại ạ, à? Hay là vậy nhá, hay là em sẽ đọc một cái câu đúng không? Em sẽ đọc một cái câu và mọi người ai comment nhanh cái câu mà em sẽ đọc ra ấy, ai mà comment nhanh nhất cái câu mà em sẽ đọc ra thì sẽ được tặng một cái dây chuyền này, ok không ạ? Ai là cái người comment nhanh nhất cái câu mà em sẽ đọc ra nhá là sẽ được tặng một cái dây chuyền này. Rất là dễ đúng không mọi người? Cái này rất là dễ luôn và chỉ có ai comment nhanh mới được. Ai comment nhanh nhất thì sẽ được, ok không ạ? Ừ? Nào mọi người chia sẻ giúp em nào, chia sẻ giúp em nhá. Em sẽ chơi cái kiểu mà em đọc cái câu, mọi người chỉ việc comment cái câu mà em sắp đọc ra nhá. Mọi người chỉ việc comment cái câu mà em sắp đọc ra, ok không ạ? Mọi người phải đúng, nhớ là mọi người phải viết đúng dấu câu và chính tả giúp em nhá. Đúng dấu câu để đúng chính tả giúp em, ok chưa nào? Mọi người đẩy mạnh đi ạ, mọi người đẩy mạnh mắt xem tăng lên nào. Em sẽ đọc cái câu nhá, em sẽ viết cái câu này ra và em sẽ viết cái câu của em sắp đọc ra giấy. Rồi em sẽ đọc này, ai mà comment nhanh nhất cái câu mà em đọc ra, ok không ạ? Nào mọi người ơi, mà mọi người nhớ là mọi người comment cái câu đấy nhá, cái câu mà em đọc ra kèm với lại cái số điện thoại của mọi người thì đăng ký Facebook nhá, kèm với lại cái số điện thoại của mọi người đăng ký Facebook để em sẽ dễ dàng em check ra xem mọi người có thể chia sẻ không nhá, ok chưa? Nào mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em nào, chia sẻ đi ạ. Em sẽ viết một cái câu này ra giấy nhá, em sẽ viết một cái câu này ra giấy nào. Đây mọi người ơi, em sẽ viết cái câu này ra đây giấy đây ạ. Ok, nào mọi người đẩy mạnh mắt xem đi nào, đẩy mạnh mắt xem tăng lên giúp em đi ạ. Đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em đi nhá. Nào 27 người rồi, chia sẻ giúp em đi ạ. Mọi người chia sẻ công khai lên trang cá nhân của mọi người ít nhất là 5 lần và chia sẻ lên nhóm ít nhất là 5 lần giúp em, ok chưa? Like back để tránh cái comment của mọi người bị ấn nhá. Giờ em sẽ viết cái câu của em ra đây nào. Nào tiếp đi ạ, à. Chia sẻ mạnh lên nào, chia sẻ mạnh lên nào. Còn ai chưa chia sẻ thì nhanh chóng chia sẻ nào. Ai chưa kết like back thì nhanh chóng like back giúp em đi ạ. À. Chia sẻ mạnh lên nào, chia sẻ mạnh lên nào. Em sẽ đọc cái câu và em sẽ viết ra đây ạ. À. Ai comment nhanh nhất nhá, ai comment nhanh nhất thì sẽ được tặng một cái dây chuyền mặt tràn nhau này. Ai comment nhanh nhất sẽ được tặng một cái dây chuyền mặt tràn nhau này. Mọi người thấy ok không nhỉ? Anh em bơi vào đây, anh em bơi vào đi. Nào,
chia sẻ giúp em như nào, chia sẻ giúp em nào, đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên, đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên, em sẽ đọc nhá. Đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên thì em sẽ đọc cái câu này thì nó rất là dễ, em sẽ đọc cho mọi người rất là dễ luôn. Mọi người chỉ việc comment chính xác nhá, đầy đủ dấu câu mà em sắp đọc ra đấy ạ. Mọi người chỉ việc comment này chính xác nhá, đầy đủ dấu câu mà em sắp đọc ra nhá, kèm với số điện thoại mọi người đăng ký Facebook, ok chứ không ạ? Kèm với số điện thoại mọi người đăng ký Facebook nhá. Nào Hoa Lục Diệp ơi, chị hỏi mặt nào nhờ? Hoa Lục Diệp ơi, Hoa Lục Diệp chị hỏi mặt nào ạ? 24 người xem nào, chia sẻ cho em đi ạ, đẩy mạnh cái mắt xem lên đi nào. Nào mọi người chia sẻ mạnh đi ạ, mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em nào, chia sẻ mạnh lên giúp em nào. Đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em mọi người ơi, mọi người đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em đi ạ. Nào đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em đi ạ. Lên đến tầm khoảng 50-60 người thì em sẽ đọc nhá. Lên đến 50-60 người em sẽ đọc luôn cái câu mà em viết ra đây mọi người ơi. Đây em đã viết ra đây rồi và chỉ chờ cái mắt xem của mọi người tăng lên là em sẽ đọc luôn thôi. Nào mọi người ơi, mọi người tiếp tục nào, tiếp tục chia sẻ nào, tiếp tục chia sẻ giúp em nào. Nào 21 người xem nào, 21 người xem ơi, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chơi khuấy động phong trào đi. Nào mọi người ơi, chia sẻ cho em đi nào, nếu mà quá ít người thì em sẽ dừng livestream đấy ạ. Nếu mà ít người quá nhá, em thấy cái lượt chia sẻ rất là ít nào. Nếu ai chưa chia sẻ nhá, ít mặt xem quá thì em sẽ dừng livestream ở đây nhá. Ok, Trần Linh Đan 500 anh em nào, mới hết nào đi ạ. Trần Linh Đan máu lắm rồi. Nào mọi người chia sẻ giúp em đi ạ, chia sẻ giúp em nhá. Mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần lên nhóm và chia sẻ lên công khai lên trang cá nhân của mọi người, ok chưa? Và đây cái phần thưởng đây, cái phần thưởng của mọi người đây ạ, cái phần quà của mọi người là một cái dây chuyền mặt Chanel đang ở trên cổ con canh đây, mọi người nhìn rõ không nhỉ? Mọi người và cái câu trả lời này, cái câu này của em rất là dễ thôi, mọi người chỉ việc comment nhanh nhất và chính xác nhất cái câu mà em sẽ đọc ra đây, ok chưa? Đầy đủ dấu câu chính tả giúp em nhá. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em đi ạ, chia sẻ mạnh lên giúp em nào. Đẩy mạnh cái mắt xem tăng lên giúp em, mọi người vào tương tác với em nhiệt tình đi ạ. Mọi người vào tương tác với em nhiệt tình đi nào. Càng ngày cái mắt xem càng tụt xuống thôi mọi người. Đừng để cái mắt xem bị tụt xuống nào, mọi người đừng để cái mắt xem bị tụt xuống mọi người nhá. Xem câu hỏi tí ạ. Đây không phải câu hỏi nhá, đây không phải câu hỏi này. Đây là cái câu em sẽ đọc ra để cho mọi người comment, để cho mọi người comment nhá. Ai comment nhanh nhất thì sẽ được ạ. Ai comment nhanh nhất thì sẽ được mọi người nhá. Ok chưa? Nào mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ mạnh lên giúp em nào. 20 người xem nào, 20 người xem chia sẻ đi ạ, chia sẻ mạnh lên nào. Thì em sẽ đọc luôn ạ, em sẽ đọc luôn nhá. Mọi người ơi, em sẽ đọc nào. Nào mắt xem lại tụt xuống rồi nào mọi người ơi. Nào em sẽ cho mọi người 2 phút để chia sẻ giúp em nhá. Em sẽ cho mọi người 2 phút, sau 2 phút em sẽ đọc luôn ok không ạ? Em sẽ cho mọi người 2 phút này. Nên mọi người chia sẻ nào, còn ai chưa chia sẻ thì nhanh chóng chia sẻ nhá. Ai chưa like back thì nhanh chóng like back ok chưa? Ai chưa chia sẻ nhanh chóng chia sẻ, ai chưa like back nhanh chóng like back mọi người nhá. Tiếp tục nhá. Nào 2 phút nào, 2 phút để cho mọi người ạ. 2 phút để cho mọi người chia sẻ và like back nào. Ai chưa chia sẻ thì nhanh chóng chia sẻ đây. Những cái bạn mới vào chưa sẻ chưa? Chưa chia sẻ thì nhanh chóng chia sẻ nào. Em cho mọi người là 2 phút ạ. 2 phút thì em sẽ đọc luôn nào. 2 phút em sẽ đọc luôn mọi người nào. Nào Nguyễn Mai Trang, chào Nguyễn Mai Trang nhá. Nào mọi người ơi 2 phút nào. Ai chưa like back nhanh chóng like back. Ai chưa chia sẻ nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Ok chưa? Mọi người chia sẻ lên công khai lên trang cá nhân của mọi người. Và mọi người chia sẻ lên ít nhất là 5 lần lên nhóm giúp em nhá. Ai chưa chia sẻ nhanh chóng chia sẻ, ai chưa like back nhanh chóng like back nào. 2 phút thôi ạ, 2 phút để cho mọi người like back và chia sẻ nào. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, em sẽ đọc nào. Mọi người ơi, em sẽ đọc luôn nào. Được chưa? Em sẽ đọc luôn nhá. Còn mấy phút nữa, còn bao nhiêu thời gian nữa nào. Đấy, em sẽ đọc nào. Nào còn 1 phút nữa nhá, 1 phút nữa là em sẽ đọc luôn này, 1 phút nữa là em sẽ đọc luôn mọi người nhá, ok chưa? 1 phút nữa em sẽ đọc luôn này. Mọi người chia sẻ chưa? Ai chưa chia sẻ nhanh chóng chia sẻ nào. Ai chưa like back nhanh chóng like back nào. Không
chờ đợi nữa nhá, không chờ đợi nữa và em sẽ đọc nhá mọi người nhá, không chờ đợi nữa em sẽ đọc để 26 người, 28 người chia sẻ chưa nào? Chia sẻ chưa ạ? Nào em sẽ không chờ đợi một ai nữa nhá. Em cho mọi người 2 phút rồi ạ, em cho mọi người 2 phút để chia sẻ và like bếp rồi ạ. Nên giờ em sẽ không chờ đợi ai nữa mọi người nhỉ. Sắp hết thời gian chưa nhở? Còn 35 giây nữa ạ. Còn 35 giây nữa nào, 35 giây nữa cho bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh chóng nào, 32 người rồi. 32 người chia sẻ chưa ạ? Chia sẻ chưa? Những người mới vào chia sẻ chưa nào? Đây, sắp hết thời gian rồi, còn vài giây nữa thôi, vài giây nào ai chưa chia sẻ nhanh chóng like chia sẻ, ai chưa like bét nhanh chóng like bét nào, em sẽ đọc luôn nào. Em sẽ đọc luôn nào mọi người ơi, sẽ đọc luôn nào. Không chờ đợi nữa, giờ không chờ đợi ai hết. Ok chưa ạ? Không chờ đợi ai hết nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Em chơi xong cái này em sẽ lại chơi tiếp cho mọi người luôn, sẽ lại chơi tiếp nhá. Nên là mọi người phải chia sẻ mạnh giúp em ạ, phải chia sẻ mạnh giúp em, ok chưa? Nào hết giờ chưa nhỉ? Hết rồi, hết rồi. Hết giờ rồi nhá, hết giờ rồi, hết thời gian là 2 phút rồi, hết thời gian 2 phút rồi mọi người ạ. Bây giờ em xin đọc cái câu này nhá, bây giờ em xin đọc cái câu này này, em xin nhắc lại một lần nữa này. Ai chưa chia sẻ nhanh chóng chia sẻ nào, ai chưa like bếp thì nhanh chóng like bếp đi ạ. Em sẽ bắt đầu em đọc cái câu này nào. Nào mọi người nghe rõ nhá, mọi người nghe cho rõ nhá, mọi người nghe kỹ từng câu từng chữ mà em sắp đọc ra đây ạ. Nghe kỹ từng câu từng chữ mà em sắp đọc ra đây ạ. Mọi người nghe rõ chưa nhỉ? Đây, và mọi người nhớ là mọi người viết đúng chính tả, đúng dấu câu đầy đủ giúp em nhá. Nào mọi người, ai chưa like nhanh chóng like nhá. Ai chưa kết chia sẻ nhanh chóng chia sẻ nào. Em đọc luôn đây này, em sẽ đọc luôn mà em sẽ không câu giờ của mọi người nữa. Không câu giờ của mọi người nữa và sẽ đọc luôn cho mọi người luôn này. Nào chia sẻ chưa, chia sẻ hết chưa mọi người này. Mọi người nghe rõ nhá, nghe rõ này. Em bắt đầu đọc luôn đây, em bắt đầu đọc luôn này. Nào đếm 3, 2, 1 đọc luôn nhá. Nào 3, 2, 1. Đọc luôn này. Like bếp trang sức phong thủy cao cấp. Câu mà em đọc ra nào. Like bếp trang sức phong thủy cao cấp nào. Like bếp trang sức phong thủy cao cấp nào. Mọi người comment đi nào, comment đi nào. Like bếp trang sức phong thủy cao cấp. Nào ai, mọi người comment đi ạ. Chưa thấy cái comment của ai nổi hết lên. Chưa thấy cái comment của ai nổi nào. Like bếp trang sức phong thủy cao cấp nào. Like bếp trang sức phong thủy cao cấp nhá. Nào mọi người đã hết rồi. Chưa nhìn thấy cái comment của ai nổi hết. Nào mọi người phải kèm số điện thoại mọi người đăng ký Facebook nhá. Em đã nhắc ngay từ đầu rồi là mọi người phải kèm cái số điện thoại mọi người đăng ký Facebook nhá. Nào chị xem ai được rồi nào, ai được nào mọi người nào, ai được rồi. Kèm cả số điện thoại không nhỉ? Đúng không? Ừ, cả số điện thoại. Bạn này là live fit rồi. Live bet. Xong rồi mọi người, live bet nhá, live bet mọi người nhá, bet là BAGE nhá. BA gặp E, ok chưa nào? Trang sức phong thủy cao cấp nào. Ok nhá, của bạn là Frin Hồng Xét. À, Frin Xét Hồng này. Ghim đi, ghim đi. Không, đừng lấy vào đấy, ghim câu. Ghim câu đây này, không bắt mẹ nào. Đây, xuống dưới đi. Ok, like bếp trang sức phong thủy cao cấp này, kèm số điện thoại mọi người đăng ký Facebook này, ok nhá. Là bạn bạn Hồng nào, bạn Hồng nhá, bạn Hồng này. Bạn Hồng em đã ghim đây ạ, bạn Hồng em đang ghim đây, ok chưa nào. Nào bạn Hồng nào, chị ơi đọc cái số điện thoại của bạn ấy để cho em xem bạn ấy 0971 chưa. Cái này cái cực tí. 0971. Đây, đọc đi. Đọc đi, cứ đọc đi. 0971 250451 250451 chia sẻ đây rồi. Bạn, đây không phải số điện thoại của bạn đăng ký Facebook. Không đăng ký Facebook à? Gọi điện đi.
không phải là cái số điện thoại của bạn Hồng đăng ký Facebook cơ. Nhưng mà bạn Hồng cũng đã... Bạn Hồng... Phải mà chị ơi. Phải á, phải nhưng em không nhìn, em không tìm thấy nhở. Được rồi, em sẽ gọi luôn cho bạn Hồng nhá. Em sẽ gọi luôn cho bạn Hồng này. Nào chị đọc luôn, em gọi cho bạn Hồng luôn ạ. 0971 rồi 250 253. Mọi người chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ giúp em nào, chia sẻ giúp em đi nào. Nào mọi người ơi, tiếp tục chia sẻ cho em đi ạ. Chơi xong là tụt hết mất xem rồi nào mọi người ơi. Alo. Đấy, mấy cái mất xem lên cho em đi ạ. Đây có phải là số điện thoại của chị Hồng không nhỉ? À, vâng chị ơi, em đang gọi cho chị ở bên livestream ấy, thì chị có chơi và được nhận cái phần thưởng là một cái lắc dây chuyền, một cái dây chuyền Chanel, mặt Chanel chị. Vâng ạ, thì chị Hồng đã chia sẻ giúp em chưa nhỉ? Em chia sẻ lên nhóm. Vâng ạ, thì chị chia sẻ lên nhóm thì chị chụp ảnh cái màn hình và gửi luôn cho shop nhá, inbox luôn cho shop chị nhá. Rồi ok, cảm ơn chị nhá. Nào ok rồi ạ. Nào mọi người chia sẻ tiếp đi ạ. Mọi người chia sẻ tiếp đi nào. Mọi người chia sẻ tiếp nào. Em sẽ tặng quà cho mọi người nào. Em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Ok chưa? Chia sẻ nào. Em sẽ tặng quà nào. Mọi người ơi, chia sẻ mạnh lên ạ. Nào 9 người xem nhá. Nếu mắt xem không tăng lên nhá, em sẽ không chơi mini game nữa và em sẽ dừng cái livestream ở đây nhá. Nào mọi người ơi, em sẽ dừng cái livestream ở đây nhá. Phần quà nó thuộc về chị Princess Hồng nhá. Bạn ơi, Phạm Phúc ơi, người được thì không được, ai không được ạ à, bạn ơi? Phạm Phúc ơi, ai ạ? À? Bạn bảo người được thì không được là ai không được ạ? À? Bạn nào comment đúng chính xác đầu tiên nhá, là em sẽ ghi nhá, bạn Hồng được rồi nhá. Bên em vừa gọi điện cho bạn Hồng xác minh rồi ạ. À. Nào, 11 người xem nào. 11 người xem nào, có ai muốn xem gì không? Nếu ai không muốn xem gì nhá, thì em sẽ kết thúc cái livestream ngày hôm nay ở đây nhá. Hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Ok không ạ? Hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Bạn ơi, mình đã nói là phải đọc viết đúng chính tả nhá. Một bạn thì ghi là pet, còn một bạn thì không ghi số điện thoại nhá. Phạm Phúc nhìn rõ hộ mình nhá. Ok không ạ? Ok không bạn Phạm Phúc ơi? Em đã nói là phải đúng chính tả và đúng và kèm số điện thoại nhá. Một bạn đúng chính tả nhưng kèm số điện thoại và một bạn kèm số điện thoại nhưng mà ghi sai nhá. Ok chưa Phạm Phúc ơi? Vâng, hôm nay sẽ dừng cái livestream này ở đây nhá. Hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Nào, chào tất cả mọi người nhá.